Anh ơi, vỏ xe này là hàng Việt Nam hay hàng Nhật Bản vậy anh? Nhật Bản. Nhật Bản hả? Mình xong thứ Toyota. Nó hàng hiệu Toyota, sau cái vỏ Michelin anh ơi. Michelin. Như vậy thì cái này mình bán hay mình để chơi? Alo. Mà không mở cái chạy trên xe nãy sao mà rớt? Đúng quá, giờ mình nói ra không. Anh, cái này giờ mình bán sao đây? Mấy cái? bốn cái hả? Cái này mình để chân chơi hay để bán? Bán hả? 7 cụ thôi. Bao nhiêu? 7 cụ 4 cái hả? Ờ, một cặp người ta mua có bán không? 7 mua hết chứ, bán hết chứ, sao mà để lại 4 cái hả? Mình mới bán hả? Bán bánh đại đi, hồi trước có đủ tiền mua 4 cái bánh xe mà bây giờ không đủ tiền mua xe nữa. À, 4 bánh xe trước. À, bây giờ bán lại vỏ Michelin. Đúng rồi. Cái này là nằm ở đâu đây? Vỏ Michelin xịn luôn nha, từ bên Nhật về nha. Đây. À, cặp bộ niền nè. Bộ mâm. Bộ mâm Michelin nè. Vỏ này còn xài được không anh? Hả? Vỏ nè. Mới chạy bên đó nó mà chạy sơ. Xe sao mà lại tháo 4 vỏ ra dục vậy? Mới tan xà beng. À, cái vỏ này sản xuất năm 2018. Tuần thứ phải không? Mark Z in Thái Lan. Ồ, vỏ Thái Lan đó. Nhật xài vỏ Thái Lan phải không? Đúng rồi, 4518. Đúng rồi, cái này là sản xuất ở tuần thứ 48 nè, của năm 2018 nè. Cái vỏ này sản xuất là tuần thứ 45 của 2018 nè. Coi vỏ này coi. Ôi dạ. Coi vỏ này coi. Cái này cũng 48-2018 nè. Vậy là hai cái là vỏ 45-2018. Hai cái là tuần thứ 48-2018. Một cặp cả mâm, cả niền, cả vỏ. Ngon lành cành chuối. 7 triệu. Rồi. Anh em nào mua thì gọi điện thoại. Số trong phần mô tả video nha các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.